người ta phải rửa mặt xong mới dặm phấn. Nhưng với mày chỉ có thế này thôi. Mày đọc Momo chưa? Chịu khó mà đọc sách vào, không lại trở thành vô tri ngu si đần độn đấy cơ mà. Tiếp đi. Để tao kể cho mày nghe nhé. Momo là một đứa trẻ mồ côi giống như tao. Nó biết im lặng, lắng nghe và biết làm cho người khác cảm thấy bình an. Con bé có rất nhiều thời gian cho đến một ngày bọn màu xám xuất hiện. Và mày biết sao? Chúng nó khuyên tất cả mọi người dành thật nhiều thời gian để kiếm thật nhiều tiền và đạt được mong ước nhanh nhất có thể. Và rồi tất cả mọi người đều biến thành màu xám giống như bọn nó. Chẳng ai còn quan tâm đến Momo bình an nữa. Tất cả mọi người cùng chết trong sự điên rồ của mình. Và mày cũng giống Momo, là sẽ trở về cát bụi nếu như thời gian lãng quên. Nhưng nếu có ai đó lên con thì chúng mày lại có thêm 24 giờ nữa để sống. Mày đã từng nghe một câu: người hóa trang cho thiên tài thì cũng là thiên tài chưa?